hôm bữa thì thấy Vũ kiếm trứng ngỗng cho em bé thông minh. Đúng. Ngoài ăn trứng ngỗng ra, thấy Vũ chia sẻ thêm vài phương pháp cho em bé thông minh, ví dụ là tương tác bằng cách nào? Tương tác cho nghe nhạc thay giáo nè, rồi đọc sách thay giáo cho em bé nghe mỗi tối. Ví dụ 2-6 thì mình nghe nhạc thay giáo, 3-5-7 chủ nhật thì mình đọc sách thay giáo. Ngoài ra thì còn có cái kiểu gọi là nói chuyện với em bé, cho em bé nghe giọng ba mẹ nhiều vô. Và đặc biệt vẫn là người mẹ bầu là lúc nào trong tư tưởng, trong suy nghĩ cũng phải vui vẻ. Thì em bé nó sẽ nhận được cái nguồn năng lượng đó, nhưng từ cái luồng suy nghĩ đó, từ người mẹ thì em bé nó đẻ ra sẽ vui vẻ, thoải mái, thông minh, xịn, nói chung là vậy. Còn về dinh dưỡng thì cứ theo bác sĩ thôi. Rồi ngoài ra thì mình ăn một hoặc là ba trứng ngỗng, còn lại là uống, đừng không nên uống quá nhiều sữa bầu, sẽ làm cho mẹ bị bó. Sẽ uống sữa hạt ra, chẳng hạn như sữa hạt ốc chó thì em bé sẽ rất là ok. Một người cha quá nhiều kiến thức, quá nhiều tâm tư. Không có, vợ em chỉ em mới chứ. Đúng là thời kỳ quan trọng nhất là thời kỳ thai giáo, là thời kỳ em bé còn nằm trong bụng mẹ. Ngoài dinh dưỡng ra, cái tâm lý của người mẹ phải vui vẻ. Mà muốn tâm lý người mẹ vui vẻ thì người cha phải vui vẻ. Phải ok. Người cha âm binh như em nữa thì vợ em quả hoài. Còn một cái phương pháp vô cùng quan trọng mà đã ứng nghiệm trong thực tế, nghe nhạc thai giáo là nghe nhạc Mozart giúp cho trẻ thông minh, đúng không? Nghe nhạc kiểu nghe nhạc cổ điển, nhạc nhẹ rồi này kia đó. Thôi, anh đã sử dụng một phương pháp và nó ứng nghiệm thực tế, đó là nghe nhạc thiền, nghe nhạc kinh. À, nghe nhạc thiền là một dạng thai giáo đó anh. Nhạc thiền là cũng là nhạc thai giáo đó. Còn nghe kinh thì nghe kinh cũng tốt mà em chưa thử. Thế thì bây giờ là anh chứng nghiệm thực tế nè. Nghe nhạc thiền, nghe nhạc thai giáo, nghe những cái nhạc giao hưởng nó nhẹ nhàng, giúp kích thích trí não của trẻ. Còn nghe kinh á, cái từ trường của kinh giúp cho trẻ có tâm tính thiện lành. Đúng, hợp lý. Mình gieo trồng cái chủng tử của Phật vào cái tâm thức từ nhỏ trong cái quá trình người mẹ mang thai. Nói chung là rất là nhiều phương pháp, thì nãy giờ mình đang sử dụng những cái phương pháp tối ưu nhất cho đứa trẻ nó tốt nhất, nó thiện lành nhất. Cái thì cứ thử thôi, mẹ bầu cứ thử nghe kinh, ví dụ là Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi những mẹ bầu trên mạng thì truyền nhau là nghe kinh Địa Tạng, thì kinh Địa Tạng cái âm hưởng thì nó hơi khó nghe với những người chưa bao giờ nghe. Thì không quan trọng kinh nào, quan trọng là mình nghe mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Thật ra là mình cho nghe hồng danh Đức Phật cũng được nữa. Nam Mô A Di Đà Phật cũng em thấy cũng ok nữa. Tại vì khi mà mình nghe cái đó là cái tâm mình nó khởi lên những cái nguồn năng lượng rất là sạch. Thì là em bé nó sẽ nhận được nguồn năng lượng đó từ phía ngoài tác động, kể cả từ não bộ của mẹ tác động vô não bộ của em bé. Ghê quá ta, giống như mình đang làm talk show về mẹ bỉm sữa vậy trời. Rồi, cảm ơn cái Vũ.